Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã tham dự lễ ra quân xây dựng nông thôn mới tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Tham gia cùng đoàn lãnh đạo tỉnh có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy. Lễ ra quân diễn ra tại thôn Ệt, xã Bờ Y trong khí thế sôi nổi, đông vui và chấp hành đúng các quy định phòng chống dịch COVID-19. Với chủ đề toàn dân ra sức xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh trang khu dân cư, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Trong ngày ra quân đầu năm, các đại biểu và cán bộ nhân dân thôn Ệt, xã Bờ Y đã thực hiện đổ bê tông hơn 500 mét tuyến đường giao thông nhánh 2 của thôn Ệt. Đây là tuyến giao thông nội thôn đi vào khu sản xuất chính của người dân trong thôn, lâu nay còn khó khăn lầy lội. Việc thi công tuyến đường đã đáp ứng nguyện vọng của người dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân để huy động nội lực trong nhân dân, chung tay xây dựng, nâng cao các tiêu chí phấn đấu, xây dựng xã Bờ Y đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Ngoài việc ra quân làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới tại thôn Ệt, xã Bờ Y, trong ngày ra quân đầu năm, các khu dân cư, các xã thị trấn huyện Ngọc Hồi cùng đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và cam kết bảo vệ kết cấu hạ tầng phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư, tạo khí thế thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ ngày đầu tháng đầu năm mới.